Rồi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình trở lại với một cái bài là triển khai mặt bằng test sàn. Thì cái bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Family 2D để triển khai cái mặt bằng test sàn. Rồi mình sẽ đi vào cái mặt bằng dầm sàn của cái tầng 1 nha các bạn. Mình lại làm thí điểm thôi, rồi mình lắp khoai nó ra. Rồi, mình rename này đi. Em đi. Bằng thép sàn các bạn. Ok. Rồi các bạn xóa phần này đi. Nó đi phần này đi. Thì mình sử dụng cái thép mili ở cái bài trước mình có lót vào để sử dụng, có do cái thép mili mặt bằng móng đó các bạn, chi tiết móng ấy. Rồi, nó là 180 nha các bạn, dưới nè mình sử dụng ở đây nha các bạn. Thì bắt đầu mình kéo này. Rồi tại là mình kéo đang kéo ngược nha các bạn đó đây, các bạn kéo lại đi đây, các bạn đấy, kéo ngược đấy. Phần này kéo vào giữa đây đấy. Và các bạn lưu ý nha, các bạn này nó sẽ thái sẽ thép này hiện tại này, lưu ý nè. Đây, nó nằm ở giữa đó các bạn kéo ra thì cái mục này là cái mục này nè đấy. Đấy thì cái này nó ảnh hưởng đến cái lúc mình thống kê đó các bạn. Thì trong cái bài thống kê mình sẽ nói cho thì các bạn bây giờ các bạn phải kiểm soát cái lúc nó vẽ. Rồi thì trong đây nó sẽ có cái số lượng đường kính, hôm bữa là mình có thêm cái mà số hiệu luôn đấy. Rồi ví dụ như số hiệu nó là mình đặt theo một đây, số lượng sorry cái đây thì rồi cái đây mình sẽ remove bớt, tại vì nó là sử dụng cho cái thép cho móng thôi. Sẽ edit nha các bạn, mình edit cái này đi. Rồi mình sẽ vào cái phần đây. Hôm nay là cái này thì nó sẽ có cái pixel à, cái này là edit phim lịch à, phim lịch lòng em gì. Mình sẽ vào mình edit email thì nó không có cái số lượng nha các bạn. Vì mua ở đây chỉ có đường kính thép và khoảng cách thôi đấy, như là phi 10 a 200 chẳng hạn. Rồi lót vào rồi mình sẽ ăn nha các bạn, mình sẽ ăn đây sẽ ăn lo đi còn phải mới lên. Mình sẽ thử các bạn đổi lại các bạn. Đây. Đây, for floor này các bạn. Đây, 180 này. Rồi. Các bạn lưu ý bạn kéo lại này. Thì làm cái thế ly thì nó nhẹ hơn các bạn, cái mà nhẹ hơn khi nhiều. Giờ bây giờ các bạn ví dụ như là mình cho là cấp dưới đúng không, cấp dưới là mình sẽ cho là
8 đi. Này số 1 đi, số lượng. Ồ, mình quên đi mua cái này rồi. À, cái này là đường kính thép đúng không? Đường kính là dùng như P8 đi. À, A120 chẳng hạn. Rồi, ok, đây các bạn. Rồi, đọc, mình edit, mình bỏ cái số lượng ra đi. Đây, thằng đi mua đi. À, ok. Rồi, thằng nó. Rồi, thằng treo lại luôn. Rồi, đầu ra là. Rồi, ok. Thì cái này tương tự nè các bạn. Các bạn sẽ ô qua nha. Đấy, không, các bạn nên chọn cái điểm này, nó sẽ ô cho nó. Vì nó điểm này, đấy. Đấy. Rồi. Đó luôn rồi. Đấy. Rồi, ok. Thì cái này là lớp dưới là mình sẽ đây. Sẽ tạo thêm một cái nữa. Đây. Để theo từng ô nha các bạn. Kéo hết cái phủ bì của cái dòng luôn rồi. Đấy. Đấy. Rồi, cái này mình kéo giữ cho nó đẹp. Rồi, kéo cái bề dày lại nè. Đấy, từ mét dầm này đến mét dầm này. Đấy. Đấy. Rồi. Cái này mình sẽ đặt cái số hiệu sau đi. Rồi mình sẽ tạo một cái nữa nè. Thì ông từ cái đây là nó sẽ ấm sẽ khác nha các bạn. Đó là đấy. Kéo xuống. Kéo xuống đây. Đấy, nó hơi khó thấy các bạn. Rồi, kéo nhét lại thép lại. Thì đối với nhà phố thì các bạn dùng cái máy này là khá đơn giản. Còn còn vấn đề mặt cắt thì mặt cắt thì thông thường mình sẽ vẽ 3D luôn các bạn. Thì trong bài sau mình sẽ hiện cho bạn xem. Như thế đây. Rồi. Thì cái sàn này nó tương đối ít thì mình cũng cơ bản là mình sẽ vẽ 2D thế này. Và đặt cái miếng mát là thủ công luôn các bạn. Miếng số hiệu là thủ công luôn. Thì thông thường chỗ này thì nó nhắn luôn các bạn, nó là một cây á, nó nhắn luôn cho nên là các bạn rồi xóa ra đi, copy thằng này xuống luôn. Đấy, thông thường nó vị trí giật sàn là nó nhắn luôn nha các bạn.
đây cho các bạn. Đấy. Rồi. Vô cái lồng tròn đi. Rồi. Cái khoảng kéo mà mình vẫn giữ là mình không có khoảng. Rồi khoảng hàng này mình kéo lên. Như này được rồi. Như này được. Rồi. Rồi. Đã đông lên đây luôn rồi. Rồi. Cảm quá mọi người. Kéo lên đây luôn. Đấy. Rồi. Bắt đầu đặt máy lại nha. Đây là 1 rồi đúng không ạ? Thì đây là số 2 đi. Đấy. Tại vì nó có cái nhà phố hay cái gì đó thì nó tương đối là dễ kiểm soát đấy. Lại số lượng số chữa là ít. Rồi các bạn select nè, select all hết tiêu nè, đấy. Các bạn bỏ nó lại thế này, để nó sẽ mất cái này. Đấy. Đấy. Rồi, ở đây mình sẽ cũng copy luôn các bạn. Copy cái này luôn. Cái ô này luôn. Tại vì nó chỉ nhắn mà. Rồi, ok. Rồi. Rồi, đây là khách sạn lập dưới các bạn. 1 hết rồi đúng không? Và đây là 4 này. 4 này. Đây là 5 này. Đây là 6 này. 6 này. Đấy. Này cũng là... Đây là 7 này. Đấy. Đây cũng là... Rồi, đây là bàn khách sạn lớp dưới. Thì các bạn nào muốn gọn gàng á thì mình nên phân ra hai cái. Còn thông thường nếu như để làm vậy thì các bạn chia ra khách sạn lớp dưới và khách sạn lớp trên chẳng hạn. Mình đi đem đây về khách sạn lớp dưới đi. Bàn khách sạn lớp dưới nha. Con kéo cái view này. Rồi chúng ta xin view một chút đây. Rồi. Để mình kéo vào. Rồi mọi người. Đây. Rồi. Mình đã đặt cái là file sheet này. Thường sẽ có một ghi chú như đây nha các bạn, nó sẽ hiện sàn âm sàn dương như thế nào, ghi chú đây thì cái bài đó mình sẽ làm một bài, cái bài phần cuối ấy, sẽ có một bài sẽ âm đi kèm lên các bạn. Ok, mình sẽ specify cái hồi này. Mình sẽ làm cái sàn lớp trên đi. Và nó được quay ra nè. Nó được quay được lên luôn rồi. Còn gì nè nó. Sẽ tiếp tục dùng cái phím liên này. Rồi. Em đã thay các bạn câu lên. Đây, mình sẽ chọn hết sàn lớp trên 90 này. Đây, thì thông thường nha các bạn, thông thường thì nó sẽ
Ủa thế nào đây? Đây đây. Trường hợp này nha, kéo này trước đây, rồi mình sẽ đi như thế này. Giờ là nhiêu? 4 mà mua bên là chồng đâu mét đúng không? Kéo ra. Em này nó hơi cực vậy các bạn. Kiếm này là hơi đấy. Rồi các bạn đặt tên nó cho hạn đường kính thế lập phi 12A120 đây 12. Rồi mình sẽ kéo cái này nó lật vào bên này. Đó, lật vào bên này. Đấy. Đấy. Rồi thì đặt đây là số 1 đi chẳng hạn. Rồi mình sẽ copy cho các bạn rồi. Copy nha. Cái ô này. Chết luôn. Đây, còn cái tập giờ thì mình xanh này. Mình sẽ ô nó. Kéo là cái máy tải thế nữa. Ok. Bạn, canh là cho vô giữa gió đẹp. Nhảy đi nhau. Thì cái lúc mình mua thì khoảng cách giữa rễ thép nó vẫn như vậy mà các bạn không cần phải kéo lại các bạn. Đấy. Kéo ra. Kéo lại nè. Chưa có cái cách nào để nó phục được cái này các bạn. Đấy, đến một phố thì các bạn hơi chấm không đến. Rồi cái trường hợp của cái dòng này còn cái phương này các bạn làm tương tự. Kéo lùn. Biến chứ một con thì các bạn chỉnh nó là một mét đi, một mét nè. Rồi bên đây là kéo ra, đi vào bàn kéo ra, kéo rồi. Rồi ok đấy. Rồi, kéo qua. Rồi.
bây giờ thôi. Đây, cái thằng này mình phải kéo là nó x ba đúng không? X ba là chỉ bốn khoảng 600 đi. Đấy, ý, hãy vừa cái khoảng cách nó vẫn vậy nha. Kìa, mình đừng có quan tâm nó. Rồi xíu mà mình sẽ lết này ô này. Cái ô này tiêu nè các bạn. Đấy, các bạn cắt cái đại thép ra đi. Thông thường copy thì cái độ đại thép thì nó vẫn bằng nhau các bạn. Độ là rồi. Đấy, thì cơ bản thì các bạn copy được. Copy được. Rồi đi. Cái nét nét sắt thép đây. Ở rồi. Sắt thép là nét nào ta? Nhiều nét quá. Rồi, nó này, mẹ nó quệ khó thấy vậy. Trời chán cái thằng kế này làm nó rất là cực. Nó là nhiều, nó là 1.000 như bên này là 600 đúng không, mình kéo vô 600 à, 600 đó. Thì cái
vừa rồi con này. Để ý nó đây mà. Để 600. Đi sáng ngoài thì anh cũng làm tương tự tập bay qua này thì cái này nó khá là rườm rà, với lại nó khó là điều chỉnh, thì tại mình vẫn chưa có cách nào làm thay thế bằng cái phương án 2D này, tại lúc mà kéo rất là cực các bạn. Rồi thì cái phần xếp sàn thì mình chỉ kéo lên tới đây thôi, còn cái phần còn lại thì các bạn thì tự kéo nha. Thì mình rồi mình sẽ được phần kéo cái chip này vào luôn. Rồi. Thì do cái video mình nó dài quá nên là mình cũng hạn chế thực hành nhiều việc các bạn xem, thì cái mình dập điểm lại thì các bạn này phải tự làm. Thì nó nhìn kéo mình khá mất thời gian. Rồi. Sorry. Sorry, sorry. Nó lộn ship rồi các bạn. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn tới đây thôi, để video mình nó ngắn đi, nó dài quá thì xem nhanh chán. Thì hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái mặt cắt sàn và vẽ xếp 3D cho nó sàn luôn. Rồi, chào mọi người nha.